Đây là anh Phạm Văn Thuận, 32 tuổi, ở thôn Khương Hà 4, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Người đã từng bơi qua dòng lũ chảy xiết để vào một trường tiểu học cứu 6 giáo viên và 2 trẻ nhỏ trước khi trường bị nhấn chìm. Nay anh bị liệt nửa thân dưới sau, nằm một chỗ sau nhiều tai nạn. Còn mẹ già phải hành khất cứu con. Cuộc đời của người hùng năm nào như đang bị một cơn lũ khốn cùng khác cuốn trôi. Mẹ của Thuận, bà Ngô Thị Vinh, mới 60 tuổi nhưng tóc đã bạc trắng. Còn đây là công việc đắng ngắt nhưng bà buộc lòng phải làm gần 2 năm qua. Bà lang thang khắp nơi, từ các hàng quán ở khu du lịch Phong Nha đến các chợ nơi đông người ở tận thành phố Đồng Hới. Cuộc sống của người mẹ này và con trai nằm liệt giường gần như không có một lựa chọn khác. Mẹ lăn mì biến cổ lên đây thì ở điểm du lịch thì nhà hàng của phường thì cũng như khi đồng góp cho mì để nuôi cháu. Thế có nhiều khi cùng nổi được khách du lịch để mà hộ là đông tâm đông ái thì thương những người nghèo khổ vất vả đau ốm để mà ủng hộ mà cho, thì có nhiều người là họ không tin, thì cái tuy tâm của những người có nhiều người họ tin thì họ lại cho. Cha của Thuận đã qua đời từ khi Thuận còn nằm trong bụng mẹ, không có ai cùng đỡ đần. Nên mấy năm qua, người mẹ tần tảo phải kề cận lo cho con, không làm thuê làm mướn gì được. Cứ gần đến ngày con hết thuốc, bà phải nhờ một người bà con ở gần nhà đến trông Thuận. Còn bà lê bước khắp nơi xin đủ tiền mua thuốc cho con là bà ngừng, không xin thêm nữa. Không chịu hiện cái gì nữa, đang đâu phải để chính kiệm đồng tiền để mà mua thuốc để nuôi con nữa, là đến cuối cùng nữa, đang cung nữa đó.